thì em Hương sẽ lên sóng về vào một chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, form dáng đẹp, nước sơn màu lô đẹp, biển 34, tư nhân sử dụng, đến từ quê hương bánh đậu xanh. Xe đẹp như thế này mà giá chỉ bằng một con Vios thôi các bác nhé. Form dáng 5 chỗ ngồi gầm cao mà chỉ đầu 300 triệu thôi. Em sẽ đi một vòng quanh ngoại hình của xe, rồi em sẽ quay chi tiết về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao đây ạ, SUV. Nước sơn màu lô đẹp, em đã mở hết khoang cánh ra rồi, một dàn lốp rất là đẹp luôn. Hệ thống phanh ABS, và em này có luôn cả mâm, một cái bộ mâm rất là đẹp, biển 34. Với động cơ trang bị 1.5 thì em này mức tiêu hao nhiên liệu trong đường kết hợp chỉ tầm 7 lít thôi. Còn ngoài đô thị và trong phần khu đường kết, đường bên ngoài thì chỉ tầm từ 5 đến 6 lít thôi. 5 chỗ ngồi gầm cao nhưng mà rất tiết kiệm luôn. Cam lùi đầy đủ rồi, màn hình giải trí, máy số ngon, sơn si sạch đẹp, nội thất cũng cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Một chiếc xe Eco Sport 5 chỗ ngồi gầm cao được sản xuất vào năm 2015. Và em này là số tự động đẹp đây ạ, số tự động đẹp. Xin nhan trên gương, bộ mâm cực kỳ chắc chắn luôn. Bộ mâm xịn sò được sản xuất vào năm 2015, lên mâm hợp kim đẹp rồi. Đèn halogen có đèn gầm đầy đủ này. Trên mặt ga lăng với những đường dập lổi sắc nét. Bác nào mà đang quan tâm về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, nhấc máy lên và liên hệ cho em Lê Hương có hotline 035 460 2790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Xin nhan tích hợp trên gương rồi. Gương kính này các bác nhìn này, đời 2015, số 5 là tương ứng với kính của zin nhá, kính zin của xe. Từng con ốc nhỏ nhất cho em cũng quay. Phần cánh này các bác nhìn này, các cái bấm đinh tán này còn nguyên vẹn như thế này. Đặc biệt em đã nói rất là nhiều lần rồi, Eco thì với phần táp ly nó sẽ có hình hoa như thế này nhá, không hề mòn bóng này. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin sắc nét đẹp cho em. Phần này là phần da mềm rồi. Gương kính thì auto tự động, kệ bước chân lên xuống, ốp mạ chrome cao cấp, từng con ốc nhỏ nhất cũng không hề bị vặn mở. Và điều đặc biệt là gàn dàn ghế da nhé. Một bộ ghế da của em nó gầm 5 ghế mà rất là xịn sò luôn. Ghế da căng mọng chắc chắn luôn. Chân vô lăng thì tổ hợp các phím bấm nghe gọi khẩu lệnh. À, em này không có khẩu lệnh này, có nghe gọi cũng như là tăng giảm thôi. Túi khí an toàn trang bị đầy đủ cho em, bản này ít nhất phải có 6 túi khí an toàn. Lên một cái màn hình Pilotix cực lớn nhé. Đối với em này thì em này không có cửa lock. Đây, đây, điều đặc biệt là em này chưa có cửa lock này. Tổ hợp phím bấm trên vô lăng rồi thì trên đây, đầu đài nguyên bản theo xe, thêm một cái màn hình cỡ lớn này hỗ trợ đầu DVD. Số tự động đẹp, điều hòa lóng lạnh hai vùng, lấy gió trong ngoài, sấy sưởi kính đầy đủ. Cổng sạc 12V thiết kế ở đây nhé. Bình thường các xe thì thiết kế ở đây, còn em này thiết kế khu vực phía dưới này. Cổng sạc 12V này, cổng USB đây. Xanh tem với ba cái hộp để đồ, ba cốc trà, ba cốc nước đều để ở đây được cho em. Túi khí an toàn này, ở chân này, ở trên các cái cột kèo bên cạnh như này cũng đều có túi khí an toàn luôn. Xe trang bị nhiều túi khí an toàn, động cơ trang bị 1.5 và giá chào bán 379 triệu cho một chiếc xe siêu phẩm 5 chỗ ngồi gầm cao, điều hòa mát lạnh, từ những cái thanh chỉnh hướng gió điều hòa bằng nhựa cứng này hoạt động hoàn toàn bình thường. Đèn pha auto tự động cho em, ghế da cao cấp căng mọng luôn. Kể cả những cái thông số, những cái sticker dán còn nguyên đây ạ, à, các bác này. Gương kính thì liền đời theo xe cho em nhá, không có việc là thay kính đâu ạ. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin đẹp, open. Đấy, hướng dẫn mở cửa này. Phía dưới thì là có một cái lớp thảm cao su luôn, vừa dễ dàng vệ sinh, vừa thoải mái mà không gây mùi khó chịu. Ở trên thì có trần này, trần lỉ nguyên zin này. Bên đây có túi khí an toàn các bác nhé. Hai cột bên này đều có túi khí an toàn đây ạ. Trong sự cố mà tình huống bất ngờ xảy ra, tình huống xấu nhất thì túi khí an toàn nó như là một cái phao cứu mạng cho mình đấy ạ. Ghế da căng mọng chắc chắn luôn. Đây, từng con ốc không hề bị vặn mở. Bốn quả loa to bản trang bị bốn cánh cửa. Gương này, gương thì xi nhan trên gương rồi. Đèn hậu phía sau thiết kế to bản, một dàn lốp còn rất là dày dặn, 5 chỗ ngồi gầm cao, thoáng mát này, bộ mâm xịn sò luôn. Luôn luôn đeo trên lưng một chiếc ba lô, đó chính là sự đặc biệt của chiếc xe Eco Sport. Cõng trên lưng một chiếc ba lô thì lốp sơ cua, lốp dự phòng nó sẽ được trang bị ở đây các bác nhé. Và nút mở một trạm thông minh phần khoang cốp. Nếu như những dòng xe khác sẽ mở từ dưới lên thì em lại sẽ mở ngang như thế này. Máng nước hai bên đây, quay chi tiết này, cột kèo keo chỉ còn nguyên zin. Từng con ốc nhỏ đẹp, không hề có dấu hiệu vặn mở này. Dòng này thì nó sẽ không chạy keo chỉ giống như những dòng khác.
nó sẽ gấp luôn vào như thế này nhá. Đây các bác nên xem xe chú ý này, cái dòng này sẽ gấp luôn lại chứ không phải chạy keo chỉ như phần cánh cửa đâu. Đây là điều đặc biệt là dòng eco. Khoang hành lý cũng như là cái phần cốp sau đây rất là rộng rãi luôn, có cái thảm này luôn. Đấy. Máng nước hai bên xịn xò luôn, cực kỳ sắc nét và đẹp. Em này đi rất là sướng và thoáng mắt luôn. Xe gầm cao giá rẻ chỉ bằng một em Vios thôi. Đèn hậu phía sau cũng sắc nét. Một dàn lốp dày dặn, hệ thống phanh ABS hai bánh trước này, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa này, ghế da căng mọng đây, từ móc khóa này, gioăng cửa cũng không hề bị rách vỡ này, cột kèo thì nguyên zin luôn, từ con ốc nhỏ nhất kệ bước chân lên xuống Ford Eco Sport đời 2015, số tự động đẹp, động cơ trang bị 1.5 bản lắp ráp trong nước, bản này rất là nhiều túi khí luôn. Nghe nhạc giải trí với màn hình cực lớn rồi, máy số ngon, số tự động đi cực kỳ nhàn chân tay. Quan trọng là xe không đâm xô, chủ mạ đầy đủ, không phạt nguội, không tranh chấp giấy tờ. Kệ bước chân lên xuống này, phần này cũng có thảm cao su lon rồi, cột kèo đây. Bốn cánh cửa đều là keo chỉ zin luôn. Gương kính cũng liền đời theo xe, 379 triệu là giá mà em đang chào bán cho chiếc xe Ford Eco Sport đời 2015, đăng ký đăng kiểm đây, còn đến tháng 1 2024, phí đưa cầu đường bộ các bác này đầy đủ hết rồi. Vừa rồi thì em đã quay ngoại thất rồi, bây giờ em sẽ quay luôn bên trong nội thất cũng quay rồi, em sẽ quay khoang động cơ máy móc nhá, trái tim của chiếc xe em sẽ quay luôn bây giờ đấy ạ. Sơn vỏ đẹp, máy số ngon thì tất nhiên máy số cũng phải là zin rồi. Máy của chiếc xe Ford Eco Sport đây các bác nhìn này, bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất này, em này với bốn máy cực khỏe đây ạ. Hệ thống phanh ABS đầy đủ cho em đối với chiếc bản này. Anh nhìn đâu cũng thấy xanh xanh đỏ đỏ này, máng nước hai bên từ con ốc này, kể cả cái phần thanh ngang cũng vậy. Nhưng cái thanh ngang cũng vậy luôn nhá, không hề bị đâm xô, nếu như mà đâm xô em quay video này các bác nhìn ra ngay. Thế em tự tin quay cho mình. Khoang động cơ máy móc này, nước làm mát này, còi kèn hai bên, kể cả cái thảm chống nóng giảm nhiệt trên nắp cabo cũng còn nguyên. Bản này lắp cabo cũng như là phần lắp cốp, nó sẽ không chạy giống như keo chỉ zin ở phần cánh cửa đâu, nó sẽ thiết kế khác nhé. Thiết kế thì kiểu là nó gập vào như này đấy ạ. Nên các bác đi xem xe chú ý này, không đến lúc này bảo là xe lại không có keo chỉ zin. Phần lắp cốp và lắp cabo nó sẽ thiết kế khác nhé các bác nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video rất là chi tiết về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao giá rẻ của em Hương đây ạ. Được sản xuất vào năm 2015, đầy đủ cam lùi, cam hành trình, màn hình giải trí cho em rồi nhé. Giá chào bán 379 triệu cho những bác nào đang quan tâm về chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao của em Hương đây ạ. Đời 2015, động cơ trang bị 1.5. Nhấc máy lên và liên hệ để em để cho mình một cái giá thương lượng nhất này, 0354602790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại khách hàng nhà mình vào 11:30 ngày mai. Em Hương sẽ lại báo giá trực tiếp trên fanpage để em Lê Hương ô tô Hải Dương, trên 100 đầu xe đang sẵn tại bãi Lê Hương ô tô Hải Dương nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.